đời đâu. Những câu nói trên đi tình đậm sâu, sao bây giờ chỉ còn lại cay đắng. Và sau tất cả mọi chuyện thì chỉ còn bàn tay trắng. Đúng như anh đã nghĩ về chuyện tình của đôi ta, sẽ có người ở lại và có người bước đi xa. Chỉ còn cô đơn và nỗi buồn được ở lại, còn người mà anh thương quay đầu bước đi vội vã. Anh vẫn còn nhớ ngày mình cùng nắm tay đi trên con phố và người ngắm trời mây. Đó là khoảng khắc đẹp nhất trong cuộc tình này, nhưng sau cùng thì em lại nói đến câu chia tay. Nhận nhầm cảm xúc này đã không như ngày đầu, nhưng câu nói của em chỉ khiến lòng này thêm đau. Và anh sẽ trông vui hết tất cả những kỷ niệm, đều nên nhớ trong lòng ngày nào được lặng im nhờ. Tình yêu anh dành cho em có bao điều anh vẫn muốn nói. Mỗi tình ta chết lặng mà không kịp để lời trăn trối. Chia tay chấm hết đôi bàn tay anh buông xuôi, còn thì đâu đến thất lại, còn đôi chân anh thì lạc lối. Để bước trên con đường về nhà bây giờ đã quá xa. Tuy không hoa không cảnh đẹp nhưng có kỷ niệm của chúng ta. Ở nơi đó vẫn còn một căn nhà để ta cho kỷ niệm. Ước mơ của em sau này là biến nơi đó thành cửa tiệm. Nhưng bây giờ câu chuyện này có lẽ phải kết thúc. Em không còn lý do nào để có thể tiếp tục. Anh chỉ biết lùi phía sau và gửi thấy em lời chúc. Nhưng bên trong con tim anh như đang dần chết gục. Nhưng liều kéo bây giờ đây chỉ còn là dư thừa. Con tim em đã không còn trao tặng cho anh nữa. Anh chỉ biết ngô một mình và lặng ngắm trời mưa, để cảm xúc hoàn về những kỷ niệm ngày xưa. Chia tay là một điều không khó, có giữ bàn tay của nhau mà sao giờ đây đã phải chia xa. Okay.